Quay. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn trên toàn cầu, đó là chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, và cái dịch này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tất cả các anh chị nhà phân phối Amway ở trên toàn thế giới. Và đây là thông điệp của ngài Steve Van Andel dành cho tất cả các nhà phân phối Amway ở trên toàn cầu. Xin mời các anh chị cùng lắng nghe. You know, we faced many challenges over the years, but the challenge of coronavirus today is very unpredictable. But even with that, our purpose is to help people live better, healthier lives. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái thử thách ở trong cuộc sống. Tuy nhiên là thử thách về dịch COVID-19 lần này thì nó là một thử thách hoàn toàn, nó không nằm trong kế hoạch và nó là một điều phát sinh. Và cái thử thách này thì đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tất cả các nhà phân phối Amway ở trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng bạn có một cái cuộc sống thật là tốt và thực sự là khỏe mạnh. You know, as things change rapidly, we are going to continue to monitor the situation, but we're also very committed to ensuring that people are safe. Mọi thứ thì thay đổi rất nhanh, và chúng tôi luôn luôn mong muốn là mọi người đều được an toàn ở trong cái dịch COVID-19 này. And as a result of that, we've restricted air travel for our entire global workforce. Và chúng tôi luôn luôn tìm kiếm tất cả những cái nguồn lực ở trên toàn thế giới để có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các anh chị. But we also have looked in at postponing or canceling many events or meetings that we have, and a lot of those events celebrate many of your achievements. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch cho nên là có một số những cái hoạt động ở trên toàn cầu chúng ta không thể diễn ra, hay là có những cái sự kiện đặc biệt hoặc là những cái sự kiện để tôn vinh cho các anh chị thì chúng ta tạm thời hãy hoãn lại. Just know that the leaders in your market are going to continue to look for ways that we're going to be able to celebrate those achievements. Và các nhân viên của Amway của chúng tôi ở trên toàn thế giới thì vẫn đang nỗ lực làm việc để có thể tiếp tục tổ chức những cái buổi kỷ niệm cho anh chị trong thời gian tới. In the future. Well, even though we're monitoring the situation, please listen to the experts in your market. Để có thể kiểm soát cái dịch bệnh lần này thì các anh chị hãy vui lòng lắng nghe tất cả những cái lời khuyên từ những người chuyên gia ở trong khu vực của các anh chị. Keep yourselves, your families, and your communities safe. We know that you are very resilient entrepreneurs. Hãy giữ cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng của chúng ta đều được an toàn. Các anh chị đều là những doanh nhân của leadership. Các anh chị đều thể hiện được những tinh thần lãnh đạo rất xuất sắc. We admire how you motivate your groups. And because of that, we know that the Amway business will. Tôi ngưỡng mộ cái tinh thần làm việc của các anh chị và các anh chị luôn luôn động viên đội nhóm của anh chị. Continue to be successful in the future. From the DeVos and Van Andel families, please also know that. Hãy tiếp tục động viên những anh chị em ở trong đội nhóm của các anh chị và thay mặt cho gia đình của DeVos và Van Andel. That we love and support each and every one of you. Thank you for all you do. Chúng tôi luôn luôn muốn nói lời cảm ơn tới tất cả các anh chị và chúng tôi luôn luôn chúc các anh chị luôn luôn thành công trong công việc kinh doanh cùng với Amway. Xin cảm ơn.